chim các bạn. Chim chim cắt mình mới bắt được ngày nay luôn, sáng nè. Giờ mình quay cho các bạn xem nha. Mới bắt được 3 con nữa các bạn. Rồi mình chuột các bạn, mình bầm sẵn rồi, ngâm nước thì mình cho nó ăn, mới bắt nãy giờ. Chuột mình bầm nhỏ các bạn. Con em này nó đẹp quá đẹp các bạn ơi. Ghê không bạn, nó bắt được nãy leo trên cái ngọn bạch đằng các bạn, bắt nó được 3 con. Nãy mình đi của mình hơn là mình không có quay cho các bạn xem lúc bắt được, bây giờ mình đem về đây là mình quay cho các bạn xem. Con này mẹ đẹp quá đẹp. Chuột mới bắt hồi nãy được hai con chuột, hai chuột lắc cũng nhỏ, mình bầm nó cho nó ăn. Nó leo trên mình
leo lên tới trên cái ngọn bạch đằng này, cái đọt có chút xíu rồi. Sợ nó gãy không á, mình ráng bắt mình nuôi chơi, nuôi lúc mình quay các bạn xem nha. Bầu luôn các bạn, bầu cũng nhắc luôn nè. Tiếp hồi nãy mình không có quay được cái lúc mà mình leo lên cây mình bắt á, mình đi mình lên mình không có ai tiếp cho mình quay, không quay được.
bắt này là chim chim cắt nữa các bạn. Đây quá đã rồi, ráng mình đi uống cà phê với ông anh không chỉ mình nói mình kiếm nuôi em chỉ coi có cái ổ mình lại mình leo mình bắt làm trên ngọn bạch đàn á. Đây một chú này quá nhỏ nè, no nó rồi bạn ơi, không ăn nữa rồi. Thôi mình làm clip mình quay tới đây thôi nha các bạn, rồi hôm nào nó phát triển thì mình quay cho anh em xem nha. Đây là em no rồi các bạn, no rồi nó kêu à, nãy giờ đói rồi không nổi. Thôi mình xin chào các bạn nha, hôm nào mình nó phát triển lớn chút đi rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là từ nay là kênh BNT của mình sẽ có thêm 3 thành viên đây. Cái chú này nhỏ quá nuôi sống luôn đấy các bạn. Mới hút về luôn. Mình nói em nó vô trong đây. Thịt còn nước ăn nữa không biết nữa. Ăn bơi.